Anh là Triệu Trung Thành, đến từ San Diego. Dạ. Dạ. Anh chào anh Thành. Dạ. Em là Quỳnh Hương, đại diện cho Tiến Dũng Media ở Orange County, thì đến đây ngày hôm nay để mình coi cái show của hãng xe VinFast. Thì theo anh có cảm nhận gì về cái hãng xe này? Cái hãng xe này thì nó đã đến với anh từ tháng 1 của năm nay, và anh làm mấy cái research về cái xe này. Tại anh rất hứng xe này rất nhiều, tại vì chính anh chạy một chiếc Tesla X Model. Nhưng mà nếu so sánh hai cái đó, thì chiếc xe này không có thua về chất lượng ráp chiếc xe. Đó là ok. Anh nghĩ là nó hơn chiếc Tesla. Chiếc Tesla là có thể hơn cái xe này là về technology rồi thôi. Nhưng mà cái chất lượng trong xe này là anh cho nó rất là cao điểm. Dạ. Chất lượng rồi. Thấy cái warranty, cái sự xếp và thì theo anh nhận xét như thế nào? Cái thứ nhất là cái warranty thì anh nghĩ là chưa có hãng nào, luôn cả thằng Tesla, cái warranty nó không bằng xe này. Cái này là 120.000 mile warranty. 125.000 mile xe này đó. Nhưng mà chưa có xe nào ấy hết trên cả thế giới. Nhưng mà xe này về cái chất lượng rất là tốt, người ta ráp là rất là tốt, tốt hơn Tesla nhiều. Warranty thì rất là tốt, mà giá cả thì nếu mà em so hai cái thì nó rẻ hơn thằng Tesla Y model cho chiếc VF8. Nhưng mà cái anh nghĩ là nó bán sẽ rất đầy thị trường. Nói chung là giá cả phải chăng, mà mẫu mã đẹp nữa, mà mình cảm thấy nó chắc chắn. Anh chạy lên chắc chắn hơn, bạn thích hơn, anh thích hơn chiếc xe. Dạ. Anh đã về Việt Nam anh lái thử xe rồi, anh tới nhà lái thử xe. Thì chất lượng nó rất là cao, nhưng mà nhiều người ta có sợ là có warranty rồi có người lo không? Theo anh biết, cái information biết bây giờ là nó không thua những chiếc xe khác, cả thằng Tesla. Dạ. Nên người ta đã plan ra hết, có sẽ sửa xe, có người tới nhà rồi, rất là ý. Dạ. Có nghĩa là chắc chắn là anh cũng đã book một chiếc xe đúng không ạ? VF8. Anh đã order 60 chiếc rồi. Oh my god, 60 chiếc. Wow. 60, anh có 60 chiếc rồi. 60 chiếc. Dạ, 60 chiếc đó vì lý do anh muốn đặt 60 chiếc đó lúc đầu đó là anh muốn đầu năm tới những chiếc xe đó sẽ trên xa lộ của nước Mỹ. Dạ. Người chạy sẽ đem cái bản đồ Việt Nam, nước Việt Nam lên bản đồ, là nhiều người ta biết về nước Việt Nam hơn, và cái kinh tế Việt Nam sẽ lên. Dạ. Mình không đứt giúp được cái gì, mình phải at least giúp cái đó. Con cháu mình nói thầy anh Diện là chiếc xe đó ở đâu ra, từ nước cha của tôi ra chiếc xe đó. Còn ngoài ra những điểm khác thì anh không cần biết. Dạ, nói đó. Chung Quỳnh Metalworks ở đâu cũng vậy, mình nghe tới Việt Nam mình hãnh diện cho người Việt Nam. Mà người Việt Nam rất là giỏi, rất dạ, rất là giỏi. Ok. Nhưng mà hiện bây giờ thằng Mỹ mà nghe nói chính xác, bạn bè bạn Mỹ là chỉ biết móng tay và phở. Dạ. Ok. Thì chắc chắn đó. Mình làm gì làm mà móng tay là tiền đốt người ta không hết, nhưng mà nó chỉ biết là mình thợ móng tay tiệm phở. Dạ. Nhưng mà cái này sẽ đem một bước nữa, thì cái đó là anh muốn thấy. Còn mà chất lượng quality mà trên này khi quality thì thằng Tesla nó cũng có recall chứ không phải là không. Yeah. Không ai nghe nói nói gì hết. Tesla cái gì cũng có hết. Thì chiếc xe mới lúc nào nó cũng có cái khứa cạnh này khứa cạnh kia, nhưng mà hiện bây giờ mình thấy trước mắt mình cái chất lượng nó ráp thì ngon hơn Tesla. Cái đó anh nói thật. Mà Mercedes thì chạy lâu lắm, nhưng mà cái đi về xe điện cái này thì cái kinh nghiệm lại chứ không phải là anh nói không. Yeah. Nhưng mà anh nói tôi đã chạy rồi và tôi đang ôm một chiếc xe, nhưng mà cái Tesla nó cái technology nó top rồi, nhưng mà cái chất lượng chưa có đó, thì theo anh thấy như vậy. Dạ, anh cho em hỏi xin cái này, theo anh là có là bây giờ hiện tại bây giờ em biết là VinFast là có tới VF9. Yes. Thì theo anh thì anh thích cái model nào nhất nè? Anh thích model nhất là cái VF8. VF8 là đi vừa anh đi làm đi đâu đấy. VF8 là chiếc bên kia đó. Bên kia. Dạ. VF9 là cho xe cho gia đình. Đó, nhưng mà anh thích cái VF8, mà VF8 thì theo em biết thống kê là bán nhiều nhất. Dạ. Biết sao ạ? Dạ. Anh nghĩ là 60 chiếc là cái đó mình mới, tại mình không cần xe, thì xe mình ở nhà quá nhiều rồi, nhưng mà mình mua cái đó là tại mình thích. Anh là order giúp bạn bè này nọ. Mà hiện giờ anh không là người salesman, anh không lo bán xe, nhưng mà anh nói thẳng ra nhiều người chưa biết. Dạ. Nhưng mà từ cái lúc mà lấy được 60 chiếc xe đó, hiện bây giờ bạn bè không phải là mình bán á, ngồi ăn uống nhậu nha, là anh đã release khoảng 20 mấy chiếc rồi. Là người ta look into it. Thì 20 người khách đó là chưa biết về Tesla. Mà nhiều người chạy thì anh hãnh diện mình là người Việt Nam. Dạ. Period. Không còn có, you know, không có gì khác nữa. Rồi bây giờ là mình phải đứng đây mình chờ để mình qua mình thử xe nha. Để mình đi vô trong. Dạ. Anh đang review ở đây, đang review xe. Cái màu xanh này nó đặc biệt quá. Very nice color. Yeah. Chị đi trước đi. Dạ.
Thank you. Có nhường chị đó. Rồi. Wow. Rồi chị. Hôm nay á là hồi nào giờ mình lái xe Đức không à? À xe Đức không à, mẹ CD mà hôm nay mình ngồi vô xe Việt Nam. Wow. À, cái gì ấn tượng không chị nè? À, cái ấn tượng hả là xe đẹp. À, xe đẹp mà nhìn giống rồi thoải mái không à? Rất là đẹp, thoải mái nè. À, cả mình áp chết là bằng điện không nè ha. À, ghế này là ghế leather rồi, cái ghế này á mình biết là nó có mặt xa nè, có heat tại vì bên Mỹ này trời rất là lạnh. Cái này cái màn ảnh này nếu mà nhìn từ xa đâu có ai biết, cái này là người ta nghĩ là Tesla. À, cái màn hình này lớn quá. Wow, quá đẹp luôn nè, door open. Không. Wow, cái màn ảnh đẹp quá. Đó, cái này những cái sao chị thấy còn thích. Chị đang review nè, chị thích chắc chị phải đổi, chị nói chị lái xe Đức bây giờ chị phải lấy nè. Đạt, đạt. Ok, nhất là cái hệ thống mà sunroof này nè. Ồ, rất là đẹp. Rất là đẹp, rất là đẹp. Nó một miếng liền luôn hả? Yeah. Miếng liền. Còn cái xe Mercedes thì nó ngăn lại làm đôi, còn cái này là đi suốt luôn quý vị. Thành thử ra khi mà mình lái mà thay vì mình sợ nắng á, thì mình mở ra mà vẫn thấy ánh sáng nó vô giống như convertible. It's so beautiful. Rất là đơn giản nha. Xe đơn giản nhưng mà mình cảm thấy là mình thích là tại vì á bao nhiêu cái option nó nằm trên cái màn ảnh này. Yeah, quý vị thấy không, quý vị đang có những cái nhạc nè, không? Rồi mình nếu mà mình có là mình gắn hệ thống Bluetooth đầy đủ hết, quá là đẹp. Yeah. Wow. Cái số này số bấm là chị. Đúng rồi. Đúng rồi, cái cần số bấm. Nói chung là mình điều khiển ở trên đây bằng cái màn hình hết. Đó. Quá là đẹp. Wow. Xe này đẹp quá. Ghế da này có heat nè. Có heat hết trên á. Tại mùa nóng á thì quý vị mở máy lạnh thì nó lạnh. Còn mùa lạnh á cái da nó lạnh, mình mở heat lên thì nó warm up mình. Ok. Đó, đây là mẫu xe VF8 mà được biết rằng mẫu xe này thì người tiêu dùng họ chuộng xe này nãy giờ nhiều nhất, cũng như là mẫu xe VF8 này ngày hôm nay có chạy thử ở dưới đó quý vị. Không, có cái hệ thống sensor rất là đẹp là. Đó, có cái bản đồ. Đó, quý vị thấy không? Quá đẹp luôn. Dạ vâng, đây là mặt trước của nó đây. Có cái độ kim tuyến rất là đẹp. Cái nước sơn nó rất là bóng bẩy nè, càng đè ánh đèn vô càng nổi lên cái màu. Nó có kim tuyến gì hả? Dạ. Nó giống và giống nó vậy đẹp đó. Là cái vàng đèn này nè. Ban đêm nó rất là nổi, cái LED light rất là đẹp. Dạ. Vàng đèn này quá đẹp. À, chị qua chỉ có cái wheel xe nè. Quý vị không, nhìn cái bánh xe này á, nói chung là xe này là xe độ. Khi mà mình lên trên freeway, mình chạy cái tốc độ nhanh thì cái speed nó rất là nhanh. Giỏi Goodyear đó chị. Dạ. Giỏi Goodyear nha. Thì cái này là good quality mà. VinFast mà giỏi quýt chia. Ok. Cái rim này á, người ta làm cloth nè, shiny như vậy á, khi mà mình đi mưa hay là cái chất dơ gì nó không có bám. Mình rửa nước là sạch liền. Cái này rất là quan trọng. Ở cái đèn đây em thấy có cái camera thì phải nè, đúng không ạ? Rear camera and backup camera, front and back camera luôn. Ok. Rồi chị ra phía sau có cái gì đặc biệt nữa không? Phía sau thì nhìn cái này một cái loại SUV mà cái size nó rất là vừa. Cái đèn là đi xe đẹp. Cái LED light mấy cái đèn. Cái light đèn này nè, ban đêm mình lái lên nó ẩn lên rất là đẹp.